Mời bạn Nam. Rồi, chào bạn. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Chúng ta giới thiệu về nhau to lên cho người bên kia nghe luôn nha. Xin chào chị Cát Tường, xin chào em Nguyễn Linh. Em tên là Dương Thị Trúc Linh. Năm nay em 34 tuổi. Em đến từ An Giang, hiện tại và làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm phụ tiệm tóc cho chị ạ. Làm tóc hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Linh. Rồi em. Chào chị Tường. Dạ. Chào bạn Linh. Mình tên là Vũ Giang Thanh. Hôm nay mình 35 tuổi. Mình quê quán ở Tiền Giang. Hiện mình đang làm việc và sinh sống tại quận 12. Đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên nội thất chị. Mình cùng quê miền Tây đó. Dạ. Hai bạn cứ trao đổi với nhau đi. Em hỏi thử bạn gái bên kia là ưu khuyết điểm gì? Em thích người đàn ông như thế nào em? Dạ, em thích một người đàn ông là chững chạc, công việc ổn định, biết chăm lo cho gia đình, biết chia sẻ vợ con. Hỏi thử anh có tật xấu gì hay là ưu điểm, khuyết điểm anh gì không? Anh có tật xấu gì không anh? Tật xấu thì anh uống rượu, hút thuốc thì cũng có. Không sao, anh uống rượu không sao, uống rượu uống thuốc được. Trời đất ơi, từ đó giờ tôi mới nghe cô gái nói là hút thuốc uống rượu được á. Tại vì đôi khi em cũng có uống nữa anh. Em đừng có nói là em có hút thuốc nữa nha. Không không, thuốc thì em không có hút, nhưng mà em có mọi cúng chứ ông địa. Thầy xứng đôi vừa lứa ha. Nhớ nha, nói vậy trên sóng truyền hình mới mốt ổng về ổng nhậu nhẹt hoài bê tha rồi lúc đó là không, nhậu là nhậu xã giao vui vẻ thôi chị, đừng có nhậu bê tha la cà. Em ơi, ưu khuyết điểm của em là gì hả em gái? Dạ, khuyết điểm của em là em hay quên lắm anh. Nhưng em hơi khó tính. Còn ưu điểm của em là em biết nấu ăn, cắm hoa hoặc là biết hát. Hát tặng bài được không em? Dạ được, nhưng mà em hát cổ nha anh. Cổ hay, mình miền Tây mình hát cổ rồi sao đâu. Anh ơi xin lỗi nói em quên tên anh là tên gì rồi. Anh tên Thanh. Anh Thanh. Anh Thanh ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em chọn đời sẵn sống yêu thương. Buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Dạ anh xin hết. Vậy thôi hả? Rồi thôi. Không, ngắn gọn nhưng mà xúc tích đầy ý nghĩa. Từ nay anh Thanh, anh không còn buồn nữa phải không? Lúc nào cũng có bên em bên cạnh là được rồi. Làm lại liền Thanh. Em thì lại không biết hát. Kệ nó. Nhưng mà không lẽ anh không thuộc được một đoạn nào của một đúng bài rồi. Hát nào đó sao? Tới đây không hát thì hò không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Thì em con cò ngóng cổ em nghe. Trời ơi, chị làm cò luôn. Rồi khó quá bỏ qua đi. Hai bạn trao đổi tiếp nhau đang vui á. Mình trao đổi tới cái chuyện tình trường đi. Để mình biết coi kinh nghiệm trong tình yêu của hai bạn như thế nào. Anh hỏi em trước đi anh. Anh Thanh kìa. Dạ từ từ để em suy nghĩ chị. Trời đất ơi. Hỏi em có bồ chưa? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi anh. Một mối tình là em quen nhau hơn 3 năm và chia tay cũng được 6 năm. Và mối tình gần đây nhất đó là em chia tay được khoảng 5 tháng 25 ngày. Rồi sao mà chia tay? Anh đó là ngày lễ là anh đi làm việc, anh được nghỉ 4 ngày. Đến ngày hẹn thì anh nói là anh có công việc ở nhà phụ mẹ. Thì em cũng không nói gì, nhưng mà lúc em điện thoại thì anh nói là anh đang ở nhà vợ sắp cưới. Hả? Vậy là bắt cá hai tay trước giờ em không hay em nghĩ rồi. Chắc là bắt nhiều một tay bắt nhiều trước con giờ rồi chắc lúc đó là ngồi gần cô về vợ mới cưới nên phải đành buộc phải nói vậy luôn. Mày hỏi ảnh đi, bây giờ ảnh mấy mối tình rồi anh ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Có hai mối mà không biết là có phải gọi là mối tình không, tại nó ngắn lắm. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là hai người có quen nhau, có yêu nhau hay không thôi. Em không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Không quan trọng ngắn dài hả? Trời ơi, mặt cười thoái chí luôn kìa. Thì mối tình đầu tiên 6 tháng người gái đó thì cũng bắt cá hai tay đó nên mới dừng lại. Còn người gái sau thì lại bạo quá cho nên bạo là sao? Dạ là người ta tấn công mình đó anh. Tấn công chuyện bình thường bây giờ á. Nhưng mà em nói... sợ. Ủa làm gì mà em sợ? Mới quen nhưng mà đi chơi khoảng 2 lần lần thứ 3 ôm em cứ ngắt thì người ta yêu tôi mới ôm. Rồi sao chứ? Nữa rồi sao nữa? Nhưng mà cái thời gian đó ngắn quá ôm rồi em sợ quá em chạy luôn chứ sao chị. Trời đất ơi. Vậy thôi hả? Để tôi kiểm tra là giới tính ông này coi. Anh ơi, em định một tí nữa khi mà gặp mở màn lên gặp anh là em cũng ôm anh mà anh nói vậy chết rồi.
chết rồi. Không, nhưng mà đàn cái... ông gì đàn bà ôm bỏ chạy. Cái lúc đó là cách nay cũng 5-6 năm rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Rồi 5 năm nay có bị cô nào tấn công nữa không? Dạ không chị. Thì lý do sao 5 năm nay ấy? Từ lúc đó thì em xác định là em sẽ không quen. Và em sẽ tập trung để mà mình làm, mình kiếm tiền. 35 này là cái tuổi là đã cán mốc rồi. Thì giờ này em đi tìm. Đi tìm? Dạ. Có ai yêu em chưa? Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam cũng có mà nữ cũng có nữa. Nam có rồi hả? Nam nào yêu sao kể tôi nghe vụ đó. Tôi khóa vụ đó lắm. Yêu nó có nắm tay chưa? Trời ơi, nó lấy đời trai em luôn, lấy đời trai em luôn. Lấy đời trai em luôn. Với nóc tay. Trời ơi! Cái gì? Tại sao? Dạ. Lúc đó là làm chung. À, ừ. Anh em thì mình nghĩ là cứ rủ nhau đi nhậu. Nhậu tới lúc đó cũng khoảng 2 giờ sáng. Ở đây cũng bàn nhau, nói nay uống cho thằng Quỷ BD này nó lật ly bay. Ai ngờ đâu rốt cuộc mấy thằng lật hết, còn mình nó tỉnh. Rồi sao? Rồi tới sáng mai á thì tự nhiên cái trong cái đầu mình nó mới nói, ủa, cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta? Cái quần mình đâu mất tiêu rồi ta? Trời đất ơi! Giật mình trở lại thì nhìn thấy còn có cái áo à, cái quần mất tiêu. Lật đật giục chạy. Ủa là sao? Là lúc đó đang nằm ở đâu? Nằm ngủ chung sắp lớp luôn. Anh ấy đã bị hãm hại. Mà nhìn xung quanh mấy người kia là còn đủ quần áo còn không? Quần, đủ quần. Có một mình anh mất cái quần à? Có mình bị quốc quần. Rồi xong. Anh ơi, anh có kiểm tra còn mất cái gì nữa không anh? Mất đời trai luôn em ơi. Thấy chưa em? Em nói em chấp nhận nhậu, thấy nhậu nhẹ, em mất chấp nhận là nhậu thôi, chứ em không có chấp nhận là lầy. Mà giờ mình có bị ngã nghiêng ngã ngửa không? Không phải, tự nó theo em chứ em không phải là em dê nó. Nhưng mà em cũng phải là sao không. Đó người... Không, không có. Chắc thiệt. Không? Chắc. Thích gái không? Thích. Bây giờ có mần ăn gì được không? Được. Bây giờ muốn lấy vợ sao nè? Cao cũng khoảng 1m6. Rồi có luôn. Rồi em cũng 1m57 rồi. Được rồi, gì nữa? À, đừng tóc ngắn quá. Tóc mà ngắn mà nó dạng như ta gọi là tomboy á. À. Mà cũng đừng dài quá. Kỳ vậy, sao khó chịu vậy? Cỡ này được chưa? Cái này đẹp nè. Rồi, được, tiếp. Hiền. Hiền. À, hiền cũng hơi hiền thôi, đừng hiền quá. Hiếu thảo. Có hiếu thảo luôn. Và trắng siêu. Có trắng luôn, chừng nào đám cưới? Được thì em nghĩ khoảng 3 tháng được rồi. Cái gì 3 tháng lẹ vậy, tìm hiểu cho kỹ chứ. Em thấy nhiều cặp hiểu xong rồi chia tay không à. Cái nghĩ cũng lạ quá ha. Hỏi lạ ba mẹ giờ, chưa? Ở tới giờ này nè. Mình đang ở trọ hay là mình đang ở với ai? Em có mướn một cái xưởng á, thì em ở trong đó luôn. Rồi, vậy là chủ xưởng ở trong xưởng luôn. Rồi, bây giờ anh qua xem đàn gái thế nào, chứ đàn trai em thấy cũng ấn tượng lắm rồi đó. Chào em gái, dễ thương ha. Em có thích quen với người đàn ông mà phóng khoáng rồi thoải mái này kia không? Dạ thích chứ. Em không thích người đàn ông kibo bẩn xỉn. À đó dạ. Như anh này nãy giờ là phóng khoáng ha, chuyện gì cũng kể ha. Em thích ảnh sao, cái hình dạng anh sao? Mẫu người á, lý tưởng. Mẫu người là phải cao trên 1m65, nặng được. Trên 65kg. Được. Qua luôn hả anh? Ảnh cao bao? Tới tận mây xanh luôn đó. Cặp này chuẩn á. Còn gì nữa không? Không thích người đàn ông gia trưởng anh. Anh này chắc không gia trưởng nổi đâu. À, anh thấy cặp này hợp lý á. Dễ thương lắm nha. Đàn gái là bên đàn trai chịu rồi đó. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi với chị bạn em ạ. À. Bạn em ha, giờ mình nghe thêm ý kiến của bạn em nha. Chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Trường. Trước khi đi thì Linh có nói với em á, nếu mà đi lên trên đây á được á thì hỏi chứ kết hôn thì chừng nhiều. Nãy em nghe bên đây anh trai nói 3 tháng đúng như dự đoán của bạn Linh đó. Ủa vậy hả? Linh cũng muốn 3 tháng Linh nữa. Dạ, 3 tháng em dự đoán hả? Từ 3 tháng đó chị. À. Chị thấy bạn nam bên đây được. Hay có gì hai bạn tiến tới. Cảm ơn rồi, em. Cảm ơn bạn. Rồi em trai đi với ai Thanh? Dạ em đi với mẹ, với dì, với anh, với em. Có, nói chung là gia đình, gần gia đình luôn. Đó. Chào cô. Dạ. Chào cô ạ. À. Chào hai em Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Cháu gái cũng dễ thương. Thôi dạ, con tìm cô. Hiểu để bước tới hôn nhân luôn đi. Nếu 3 tháng cô đồng ý không cô? Bây giờ nó muốn chừng nào cũng được hết á. Dạ, cảm ơn cô. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Bắt đầu mở. Đó. Dạ, cũng cao ha. Em cũng có món quà tặng anh, cái này hoa chính tay em cắm. Cảm ơn em. Cái này cũng hoa này cũng chính tay nhưng mà người ta làm, anh mua. À, hai bạn cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên mấy chục năm mới gặp mặt đó. Anh thì thường anh thích ngắm hơn là anh phải nói. Em lại thích vậy đó. Em thích người ta là thể hiện thôi chứ em không thích nói. Nói chín là 10 chứ đừng nói 10 làm chín.
cái công việc của anh á, nhiều khi nó rất bận. Có thể là tuần này anh có thể rảnh 2-3 ngày, nhưng mà có thể rớt vô một cái tháng đó anh hầu như anh không có rảnh được. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã xác định mình đi tìm, thì anh cũng cố gắng anh sẽ sắp xếp công việc để mà mình gặp. Ví dụ như một tuần là anh có thể gặp em được bao nhiêu lần? Một lần được không em? Cũng được. Em thích trai hay gái? Dạ, con thì trai gái gì em cũng thích, nhưng mà em thích gái đầu lòng. À, trai gái gì cũng được nói anh không, nhưng mà gái thì nó sẽ hay hơn. Tại đời trai anh nó khổ rồi, nó không muốn. Chúng ta quan niệm thế nào về hôn nhân, gia đình? Anh đó thì anh thích là ví dụ quen xong rồi mình xác định cái người đó thì anh đi tới luôn, chứ không phải là quen 5-3 năm cái bắt đầu phải ngừng rồi lại bắt đầu lên từ đầu, nó mệt lắm. Đúng rồi, em cũng không thích vậy. Bây giờ đó, hai bạn đứng sát vào nhau, nhìn nhau 30 giây, sau đó chúng ta cảm nhận và nói những cái gì mà người ta đang suy nghĩ. Hai người nhìn thẳng mắt nhau nha, nhìn xem trong tận đáy mắt có thấy gì không. Có thể cầm tay nhau đây hai bạn, để mình truyền một chút xíu cảm xúc. Thành xem mình có điện vậy không? Đó. Không biết nói gì luôn. Rung quá à anh ơi. Đèn rung quá. Nói chung là khi mà tới chương trình thì cũng nó là cái duyên. Anh cũng đi tìm một cái cơ hội để cho cái bản thân của mình. Thì anh cũng như em cứ cho nhau một cái cơ hội đi. Nói chung 3 tháng thì nó không phải ngắn, nhưng mà nó cũng là một thời gian dài. Anh cũng xác định cái mốc đó thôi. Còn mà lâu hơn nữa thì cũng chờ được. Tại cũng chờ 35 năm rồi. Ok vậy đi, chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. À, tay vào nút bấm đây hai bạn. Các bạn cũng đã nói chuyện, đã cảm nhận về nhau, đã nắm tay nhau, đã nhìn nhau, đã có chuyện vui với nhau. Để động lại cái gì, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình lần cuối các bạn nha. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Quyết định bấm nút là tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, để không làm mất thời gian của đối phương, không làm mất cái duyên của đối phương. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, bây giờ chính thức chúng ta nắm tay nhau nè. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay. Nãy em nói em ôm ảnh mà. Mơ cứ ba anh chạy không? Chính thức hôm nay vào giờ này các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, và hy vọng rằng trọn đời trọn kiếp bên nhau. Cho thấy hai bạn rất là xứng đôi luôn á, từ vóc dáng, ngoại hình, gương mặt thấy là rất là có tướng phù thê. Hai người này đẹp lắm á. Đẹp.